lô lô 1 2 3 4 5 6. Tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tấm thảo hiền, mà mắt vẫn nhìn bồn rồi. Rồi nhà xa mặt trận càng xa, tình yêu có từ đôi ta, tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ, tình yêu cũng từ nơi anh lửa rừng bập bùng quanh núi anh. Alo alo 1 2 3 4 5 6. Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH xin giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến một cái dòng sản phẩm. Dòng sản phẩm này thì là bàn mixer Yamaha Mini. Thì cái dòng bàn mixer này thì bên DVH đã cung cấp rất là lâu nay rồi, phải cung cấp phải 2-3 năm nay đã bán cái sản phẩm này rồi. Thì đây, trước mắt các bạn đang xem thì mình cung cấp là hai model nhé. Cái này là một cái model là F7, Yamaha F7 USB và bên này là F4. Thì thực ra F4 và F7 thì nó cũng không khác biệt gì nhau cả. Nó chỉ khác là về cái số lượng line thôi. Đây, con này thì có hai line mic nhé. Và bên này là line nhạc, 3-4 line nhạc. F4 thì là 4 line, còn đâu F7 thì là 7 line. Cái F7 này thì nó sẽ có nhiều đường mic hơn này, 5 line mic này. Và line 6, line 7 là line nhạc các bạn nhé. Và rất là hay, cái này thì nó có thể cắm được USB này và bắt Bluetooth. Đây, như DVH thì đang phát nhạc qua Bluetooth. Đây nhá, dừng nhạc này. Đấy, rất là hay, các bác có thể phát nhạc qua Bluetooth và cầm điện thoại chúng ta có thể ngồi từ xa hoặc là ở nhà mà cắm từ máy tính hoặc cắm từ TV ra cũng được, rất là tiện. Từ máy tính, từ TV thì chúng ta sẽ cắm vào cái đường này, đường 6, đường 7 này. Đây, rất là dễ thôi. Các cái này là các cái fader đẩy to, đẩy nhỏ này. Các fader to nhỏ này, effect, cái này là chỉnh effect, cái này là chỉnh âm lượng đường AUX. Ba cái núm màu xanh này là chỉnh bass trung tép. Đây. Low mid high, gain là âm lượng tổng đầu vào. Bên đảo trái đảo phải rất là dễ các bác nhá, rất là dễ. Cái này thì chỉnh nó dễ cực kỳ luôn. Cái này thì thời gian vừa qua thì rất nhiều các bác chơi kiểu âm thanh kiểu livestream hoặc là hát trực tiếp ấy, thì rất là hay dùng cái con này. Con này thì livestream thì khá là ổn luôn và chất lượng âm thanh thì được DVH đánh giá là tương đối ổn trong cái tầm giá của nó nhá. Tại vì thực ra rất là rẻ. Đây như con F7 này thì bên DVH thì đang bán có 1 triệu rưỡi thôi. Rất là rẻ các bác nhá. F7 1 triệu rưỡi, còn đâu F4 này thì nó là 1 triệu 3. Đấy, con này thì do là cái line nó ít hơn, nó nhỏ hơn một chút nên là giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, thì giá này thì bên DVH đã hỗ trợ cước vận chuyển cho các bác rồi nhá. Rất là đẹp, rất là dễ dùng. Đây, máy quay lên trên này cho khán giả xem này. Đây, như DVH đang sử dụng con này, đang hát ở trên con này. Thì mic thì chúng ta cắm ở đây, cắm vào đường line này. Các bác chú ý cắm vào đường line chứ không phải là cắm vào đường insert này nhá. Cắm vào đường insert này thì mic nó không kêu đâu. Cắm vào đường này cũng được, hoặc đây là đường này là đường ra 6 ly, hoặc là mic mà ra đầu Canon thì chúng ta có thể cắm vào đường này. Đấy, rất là dễ thôi. Gain của mic này, âm lượng đầu vào của mic này, bass trung tép của mic này, pin này, đảo trái phải, và đây là âm lượng mic. Lô. Đây là bé, đây là to. Âm lượng mic này, âm lượng nhại. Chỉnh dễ lắm, nói chung là chơi cái con này chỉnh dễ cực kỳ luôn. Delay repeat này, vặn thử các bác nghe nhé, nghe thấy luôn. Lô 1 2 2. Đây vặn sang bên này nó sẽ nhại rất chậm. 1 1 1 1. Bên này nhanh hơn. Lô 1 2. Cái repeat cũng vậy. Lô 1 2. Đấy.
Thì cái này thì DVH hay chỉnh ở cái tầm này là hát là vừa. 1, 2. Đấy thì các bác cứ chỉnh nhại nó tầm tầm nó khoảng như này nhá. Thì là sẽ hát là sẽ ok. Rất là dễ hát. Các bác chơi âm thanh live stream thì nó chỉ cần một cái dây kết nối là từ cái bàn mixer này chúng ta sẽ cắm qua một cái dây kết nối để cắm vào điện thoại là có thể hát live stream được. Còn các bác mà chơi âm thanh karaoke thì cứ cắm như DVH là có thể hát được luôn. Cái đường main output này thì cắm ra trực tiếp ra âm ly. Đây mày quay dịch lên trên này cho khán giả xem này. Đây main output các bác nha. Đấy quay đừng rung tay em. Main output thì các bác sẽ cắm nó ra âm ly, cắm ra âm ly hoặc là cắm ra cục đẩy. Thì ở đây thì DVH đang hát bằng một chiếc cục đẩy DB Acoustic mã là KD500 và một đôi loa. Đấy, rất là hay và cực kỳ là dễ đấu nối. Nói chung là cái này thì về ai cũng có thể đấu nối được. Và thêm nữa thì ở trên này thì nó có một cái đường phone. Đây đường phone thì các bác mà hát mà đeo tai nghe thì chúng ta sẽ dùng một cái đầu chuyển từ 6,5 ra 3,5 các bác nhé. Thì sẽ cắm cái tai nghe, cắm vào cái đường này phone và chỉnh cái âm lượng. Đây nó có cái âm lượng đường phone đây, chỉnh dễ cực kỳ. Nói chung là chơi con này chỉnh rất là dễ luôn và mức giá thì cực kỳ phải chăng. Đấy các bác nào mà chơi âm ly chơi vang chán rồi thì có thể mua con bàn mixer này về hát nghịch, về nghiên cứu cũng rất là hay. Và cơ bản là cái mức giá của nó thì nó quá rẻ rồi. Nói chung là mixer mà các bác bảo mixer mua đâu được, con mixer có 1,5 triệu. Đấy vừa đẹp lại vừa xinh như này lại còn dễ dùng nữa thì phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Rất là ok. Thì tiếp theo thì DVH sẽ mời quý khán giả nghe tiếp lời 2 của cái ca khúc này Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. À, ok, hát tiếp lời 2 nhé. Cái này nó bắt Bluetooth rất là tiện. Tức là các bác không cần phải cắm dây dợ luồm thuồm vào cái bàn mixer. Kể ra mà cắm thêm cái bộ mic không dây nữa vào đây thì chúng ta ngồi cách độ 5-7 mét chúng ta vẫn hát được bình thường, chứ không nhất thiết là phải ngồi gần như này. Thì do là DVH thì đang cắm bằng mic có dây nên là chúng ta phải ngồi gần. Ok, lên nhạc nhá, lên nhạc để hát test thêm. Thì cái bàn mixer này thì nghe cái chất nhại của nó DVH đánh giá là khá là ổn. Nói chung là trong cái tầm tiền thì nó nhại như này là khá là ổn rồi. Đây alo 1 2, DVH sẽ tăng thêm nhại lên để hát thêm lời 2 nhá. Lơ 1 2 3 4 5 6 1 2. Ok, nhại như này là hát được những cái dòng dân ca, dòng chữ tình như này là hát rất là ok rồi. Rồi, mời quý khán giả nghe tiếp lời 2 nhá. Đây, tăng volume trên điện thoại lên này, rất là dễ. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tấm thạo hiền, mà mặt vẫn nhìn bối rối. Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ gần mà giận dỗi. Nhà xa mặt trần càng xa, rất là dễ coi nha, rất là dễ và rất là tiện, có Bluetooth mà rất là tiện. Thì với cái bàn mixer này thì các bác vừa có thể nghe nhạc, và vừa có thể hát karaoke, đấu nối rất là dễ, sử dụng cho cục đẩy cũng được hoặc là âm ly cũng được. Nếu mà các bác cảm thấy cái âm ly của nhà mình mà hát nó chưa được hay, hát âm ly mà cảm giác nó chưa được hay cho lắm thì có thể sử dụng thêm cái bàn mixer này để chúng ta sẽ
hát lấy cái effect ở trên bàn mixer này hát khá là ok các bạn nhá. Và mức đầu tư thì rất là rẻ. Đây, hàng thì nguyên đai nguyên kiện, nguyên hộp như này. Đấy, DVH nhập từ nhà sản xuất về. Đây nguyên hộp như này nhá. Bên trong hộp thì nó sẽ có một cái cục nguồn và một cái hướng dẫn sử dụng và một cái thân bàn mixer. Đấy, rất là nhỏ gọn, rất là đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Cái này thì nó chỉ to hơn quyển vở một chút. Đây. Bề này thì chắc nó tầm độ 35 phân. Bề này thì chắc nó tầm độ 20 mấy phân. Rất là gọn các bạn nhá. Đây. Nếu mà nhu cầu của chúng ta nhỏ thì chúng ta chơi con bàn nhỏ này cũng được. Rất là gọn, rất là đẹp. Đấy, để ở trong nhà chơi cũng khá là ok luôn. Cực kỳ rẻ, giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Con này 1,5 triệu, con kia 1,3 triệu, bao ship cho các bác nha. Giờ ok, clip này thì DVS xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau. Quý khán giả có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và liên hệ trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhá. Thì DVH sẽ ship hàng toàn quốc theo đường bưu điện. Đấy, các bác ở gần hay ở xa thì chỉ cần thực sự có nhu cầu thôi thì đừng ngại ngần gì, đừng tiếc gì một cuộc điện thoại thì hãy nhấc máy vào lô. DVH sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến và đừng quên ấn đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của DVH nha. Xin chào và hẹn gặp lại.